Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng cà chua trong nhà màng ni lông cho thu nhập cao tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Bắc Ninh giải ngân hiệu quả dự án nhà ở xã hội. Cẩn trọng khi cho trẻ em xem các thiết bị điện tử. Cô giáo Đào Phương Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đăng ký hiến tặng mô tạng cho y học. Thưa quý vị và các bạn, với những ưu việt trồng cà chua trong nhà màng ni lông không chỉ cho năng suất cao mà chất lượng còn được đảm bảo, đây là mô hình đang được nhiều nông dân áp dụng thành công. Để biết rõ hơn về cách làm này, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với mô hình của gia đình ông Nguyễn Văn Tấn ở xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Mô hình nhà màng ni lông của ông Tấn có diện tích khoảng 1.000 m², cao gần 4 m. Với một nhà màng như vậy, có thể trồng hơn 2.000 cây cà chua mỗi vụ. Khoảng cách giữa các cây là 45-60 cm, đủ để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Hệ thống tưới phun sương tự động vừa tiết kiệm nguồn nước, thời gian lao động, đặc biệt giúp giữ độ ẩm trong vườn luôn ổn định. So với việc trồng cây ngoài trời như trước kia, thì mô hình này có nhiều ưu điểm hơn. Năng suất là hơn hẳn bởi vì nó không bao giờ thất thoát. Ví dụ như là trong cái vấn đề mà cái cà chua chín như ngày như bây giờ hiện tại bây giờ đấy thì nó không có bị nước mưa thì nó không bị vỡ vai, nó không bị thất thoát. Thế còn khi mà mình đã trồng trong cái nhà màng như này thì cái sâu bệnh rất là hạn chế. Tất cả các công đoạn từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm sóc bón phân cho cây, ông Tấn đều làm rất kỹ lưỡng với mục đích cuối cùng là tăng năng suất đến mức tối đa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Gia đình thì xác định là phải trồng những cái nó tương đối sạch thì cơ bản là phân chuồng là chủ yếu. Cơ bản là phân chuồng mình phải ủ hoai mục, sau đó mình bón lót. Thế còn sau khi bón lót rồi thì mình cũng có bón thúc để cho cái quả nó đẹp. Với mô hình này thì một năm gia đình nhà ông Tấn xuất ra thị trường khoảng 6 tấn cà chua và đem lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Mô hình này rất đáng để nhiều bà con nông dân học tập và nhân rộng để cùng phát triển kinh tế. Về phía hội nông dân xã thì chúng tôi cũng chủ trương là tuyên truyền cho hội viên nông dân tại các cuộc hội nghị, chúng tôi chỉ thông qua được cái hội nghị thôi của các chi hội thôi, lồng ngắn vào để tuyên truyền cho hội viên thì đây là một mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao để hội viên có thể là tiếp thu được các ứng dụng khoa kỹ thuật mà để đem lại làm giàu cho chính bản thân cũng như là gia đình. Giá trị đầu tư cho 1.000 m² nhà màng ni lông khoảng 300 triệu đồng nhưng thời gian sử dụng được trên 10 năm. Với cách làm mới này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và thu về trái ngọt cho người nông dân, dám nghĩ, dám làm như ông Nguyễn Văn Tấn. Sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều rủi ro do thời tiết sâu bệnh, cùng với đó là việc không chủ động được về đầu ra cho nông sản. Để giải quyết vấn đề này, những năm gần đây, tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn xây dựng phát triển những mô hình liên kết trong sản xuất. Toàn tỉnh hiện có 368 hợp tác xã, 369 tổ hợp tác. Khi đi vào hoạt động trở thành đầu mối, mắt xích quan trọng trong việc giúp người dân tiêu thụ nông sản, tiêu biểu như Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Dương, Hợp Tiến, Phong Hòa. Với việc tạo sự liên kết khép kín giữa các hộ nông dân, thành viên trong hợp tác xã giúp người dân làm quen với mô hình liên kết 4 nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông, từ đó hình thành chuỗi liên kết, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, hướng đến sản phẩm nông nghiệp sạch, có thương hiệu, được tiêu thụ với giá ổn định. Việc đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã dần thay đổi tư duy của người dân, hình thành lối sản xuất mới. Tuy nhiên, những mô hình như vậy trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhiều, hiệu quả còn thấp. Do vậy, các hợp tác xã và bà con nông dân mong muốn ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh dự án cánh đồng mẫu lớn, hình thành vùng nguyên liệu, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quan tâm tới công tác quảng bá, khai thác có hiệu quả những sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Thực hiện chủ trương chuyển đổi sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế, thời gian qua tỉnh Nam Định đã chuyển đổi hàng nghìn hecta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, hoa cây cảnh, nuôi trồng thủy sản, xây dựng 151 cánh đồng lớn với diện tích hơn 6.500 hecta để sản xuất nông sản hàng hóa tập trung và hình thành khoảng 20 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ các nông sản hàng hóa. Tuy nhiên thực tế, vận hành các chuỗi liên kết này đã phát sinh nhiều khó khăn, cần phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong việc liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản để đảm bảo tính bền vững. Ngoài các giải pháp về cung ứng vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư hạ tầng, vùng sản xuất thì phát huy vai trò của chính quyền địa phương,
tổ chức đại diện cho người nông dân làm trung gian cho các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm là giải pháp quan trọng hàng đầu. Trong đó, chính quyền địa phương phải định hướng, tổ chức sản xuất địa phương, hoàn thiện hạ tầng vùng sản xuất, hỗ trợ quảng bá thương hiệu nông sản và tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức ý thức của người dân khi tham gia vào các chuỗi liên kết. Vai trò trung gian, điều phối tổ chức sản xuất đại diện bảo vệ quyền lợi cho nông dân khi giao dịch với doanh nghiệp, tăng cường làm việc theo tổ nhóm để thuận lợi điều hành, quản lý và tăng cường quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện hợp đồng thẩm định hợp đồng tốt, hạn chế tối đa xảy ra vi phạm hợp đồng, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi người sản xuất trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Bắc Ninh đã tiếp nhận 50 tỷ đồng vốn của chính phủ vay ưu đãi chương trình cho vay mua nhà ở xã hội. Chính thức giải ngân từ tháng giữa năm 2018, đến nay Bắc Ninh đã giải ngân được 31 trên 56 tỷ đồng vốn vay nhà ở xã hội. Sau gói 30.000 tỷ cho vay mua nhà ở xã hội kết thúc vào tháng 3 năm 2016, tháng 7 năm 2018, Chính phủ tiếp tục có chính sách ưu đãi đối với người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% trên năm. Thời gian vay kéo dài từ 15 đến 25 năm. Đây là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội. Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh được phân bổ 26 tỷ đồng nguồn vốn vay mua nhà ở xã hội và giải ngân cho 76 hộ gia đình. Năm 2019, Trung ương tiếp tục giải ngân 30 tỷ đồng cho Bắc Ninh. Trên cơ sở nhu cầu vốn của từng địa bàn dân cư, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phân bổ cho các địa phương, trong đó ưu tiên cho các địa bàn có nhiều dự án nhà ở xã hội. Tính đến hết tháng 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân được 5 tỷ đồng cho 13 hộ vay vốn nhà ở xã hội. Như vậy, lũy kế đến nay, tổng số hộ được vay là 89 hộ với mức vay bình quân là 351 triệu đồng một hộ vay. Với quan điểm tạo mọi điều kiện cho người thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang nỗ lực cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thẩm định các điều kiện thủ tục vay vốn để nguồn vốn chính sách thực sự phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ người thu nhập thấp sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt, giúp cho những đối tượng lao động tự do, người dân khu vực nông thôn khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn, rủi ro lúc về già. Nhằm tăng đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này, góp phần an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều giải pháp. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có gần 3.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 2.000 người so với tháng 12 năm 2018. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh là do ngoài việc phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động thi đua chuyên đề đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm y tế hộ gia đình trong công chức viên chức người lao động thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, công chức viên chức người lao động cơ quan bảo hiểm xã hội khai thác được 1.600 người tham gia, chiếm 72% số tăng của toàn tỉnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện ổ dịch sởi tại trường tiểu học xã Tân Hương, huyện Ninh Giang. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện là một học sinh 8 tuổi. Tiếp đó, từ kết quả điều tra giám sát, phát hiện thêm một giáo viên của nhà trường cũng mắc sởi. Cả hai mẫu xét nghiệm gửi lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác nhận dương tính với bệnh sởi. Đến ngày 10 tháng 5, tại ổ dịch này ghi nhận 13 ca mắc gồm 11 học sinh và 2 giáo viên, trong đó 5 ca đang điều trị tại cơ sở y tế và 8 ca điều trị tại gia đình. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cùng phòng chuyên môn của Sở Y tế đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch nguy hiểm ở người huyện Ninh Giang và xã Tân Hương để chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch như tuyên truyền để mọi người dân nắm bắt các triệu chứng của bệnh sởi, cách phát hiện, các biện pháp phòng chống. Như vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 ổ dịch tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang và xã Tân Hương, huyện Ninh Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay nhiều ông bố bà mẹ thường bận rộn công việc nên ít có thời gian chăm lo tới con cái. Để dỗ dành con hoặc muốn con ngồi yên một chỗ, cha mẹ thường cho con sử dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, việc trẻ tiếp xúc với điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính sớm sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Hình ảnh những đứa trẻ còn đang ở lứa tuổi mẫu giáo tiểu học, chăm chú vào màn hình các thiết bị điện tử,
đã trở nên phổ biến và quen thuộc ở rất nhiều gia đình. Thống kê mới đây cho thấy, tại Việt Nam, cứ 10 phụ huynh thì có tới 8 người cho trẻ dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng. Điều đáng sợ là hơn 90% gia đình cho trẻ từ 2 tuổi trở lên sử dụng các thiết bị công nghệ như một cách để dỗ dành giúp trẻ ngoan hơn. Cháu nhà tôi năm nay cứ phải 18 tháng thì cứ phải có điện thoại với lại ấy thì nó mới ăn. Bệnh viện Mắt Thái Bình mỗi ngày tiếp nhận trên 60 bệnh nhân đến đo khúc xạ, trong đó 70% là trẻ em dưới 18 tuổi, đa phần trẻ bị cận thị và loạn thị. Nguyên nhân chiếm chủ yếu là do tiếp xúc thường xuyên với máy vi tính, điện thoại, TV, máy tính bảng từ rất sớm. Các cháu được sử dụng điện thoại rất là từ lúc còn bé. Có thể mấy tháng bắt đầu các cháu đã 7-8 tháng khi đã biết được những cái trò thế đấy là các cháu đã nhìn rồi. Tình trạng của các cháu cái mắt thì nó đã gây một cái hiện tượng khúc xạ rất là lớn rồi. Thì có thể có những cái cháu có thể là 2 tuổi đã có thể mắc những cái bệnh về khúc xạ khoảng 3-4 độ. Không chỉ ảnh hưởng đến thị lực, việc sử dụng các thiết bị di động còn tác động rất xấu đến tâm sinh lý của trẻ, khiến trẻ tăng nguy cơ mất ngủ lên 55%, gia tăng tính bạo lực, giảm sự tập trung. Khi mà trẻ em sử dụng các thiết bị điện thoại sớm ý, thì nó sẽ là cái sự tương tác một chiều, như vậy dẫn đến cái việc chậm nói đối với trẻ. Cái thứ hai đó là cái iPad và điện thoại thì có tính chất gây nghiện. Cái thứ ba nó làm cái sự tương tác của trẻ giảm đi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác nhận rằng bức xạ của điện thoại di động có thể gây ra ung thư nếu sử dụng quá nhiều. Với trẻ em dùng điện thoại di động từ khi còn nhỏ, nguy cơ mắc ung thư não sẽ cao hơn khoảng 4 đến 5 lần so với những đứa trẻ không sử dụng. Cảm thông với những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, cô giáo Đào Phương Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã đăng ký hiến tặng mô tạng cho y học. Nhận thức và hiểu rõ vai trò ý nghĩa của việc hiến tặng mô tạng cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, ngày 30 tháng 3 năm 2019, cô giáo Đào Phương Anh đã quyết định đăng ký hiến tặng mô tạng cho Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người của Bộ Y tế. Nói về quyết định đăng ký hiến mô tạng, cô chia sẻ: "Khi còn sống thì sẽ cố gắng hết mình vì cộng đồng, còn khi từ giã cõi đời, xin được góp một phần cơ thể để giúp đỡ những người mắc bệnh hiểm nghèo kéo dài thêm sự sống. Đặc biệt hơn, sau những giờ làm việc, cô Phương Anh lại tuyên truyền vận động giáo viên, người thân, bạn bè hiến tặng mô tạng sau khi chết để cứu sống những mảnh đời bất hạnh không may mắc bệnh hiểm nghèo, cần được cấy ghép. Bên cạnh đó, cô giáo Đào Phương Anh còn thường xuyên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Đến nay, cô đã 10 lần hiến máu. Với khao khát được cống hiến và giúp đỡ mọi người, cô giáo Đào Phương Anh là tấm gương sáng cho mọi người học tập và noi theo." Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên được lựa chọn để đăng cai tổ chức vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2019, nhưng tỉnh Hải Dương đã làm tốt nhất trách nhiệm của ban tổ chức địa phương, góp phần làm nên thành công của cuộc thi, để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đoàn đến từ các tỉnh, thành phố. Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, nơi diễn ra vòng chung kết Robocon Việt Nam năm 2019, đã làm tốt nhất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, sân đấu, khán đài, sân khấu, các phòng chức năng, đồng thời đảm bảo đường truyền Internet tốc độ cao, hệ thống nguồn điện cung cấp cho nhà thi đấu, đảm bảo ổn định trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Trong suốt gần một tuần thi đấu ở vòng bảng, tiêu điểm của cuộc thi là ngày cuối cùng 12 tháng 5. Với lượng khán giả vượt trội, ban tổ chức đã tăng cường đảm bảo mọi điều kiện cho thi đấu. 8 đội xuất sắc nhất đã giành quyền vào tứ kết, trong đó có một đội đại diện duy nhất của Đại học Sao Đỏ Hải Dương, 2 đội của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, 2 đội của Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai, 2 đội của Đại học Công nghiệp Hà Nội và đội của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các trận đấu đều diễn ra kịch tính, phần thắng đều thuộc về những đội có robot có cấu trúc ổn định và hoạt động hiệu quả cao. Robocon thì tổ chức đã năm thứ 18 rồi. Lần mà tổ chức tại Hải Dương này là một lần rất là đặc biệt. Cái thứ nhất thì tôi nghĩ là cái tình cảm của người Hải Dương dành cho Robocon nó cũng rất là khác biệt. Rất là nhiệt tình, sôi nổi và trách nhiệm. Và đặc biệt là ban tổ chức ngay từ lúc bắt đầu đến cái giờ phút này đã phối hợp với chúng tôi rất là chặt chẽ. Tôi rất là ấn tượng với từng đồng chí lãnh đạo đã đi sát các cái công việc của chúng tôi, đã đồng hành với chúng tôi trong nhiều tháng qua để chúng ta có một cái mùa Robocon rất là thành công. Robocon Việt Nam năm 2019 đã khép lại, có 5 giải phụ, mỗi giải 15 triệu đồng được trao.
Các giải chính thức gồm 2 giải 3, mỗi giải 20 triệu đồng được trao cho Đại học Sao Đỏ và Đại học Công nghiệp Hà Nội. Giải nhì trị giá 30 triệu đồng thuộc về Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đội LH Wow của Đại học Lạc Hồng đoạt ngôi vô địch được nhận tiền thưởng 50 triệu đồng, cùng chứng nhận và cúp của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời nhận thẻ bài đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi sáng tạo robot châu Á Thái Bình Dương vào tháng 8 tới tại Mông Cổ. Nằm trong kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền về tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn, vừa qua Công ty Điện lực Hưng Yên đã phối hợp với huyện đoàn 3 huyện và 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn 3 huyện thành phố, gồm Trung học phổ thông thành phố Hưng Yên, Trung học phổ thông Đức Hợp và Trung học phổ thông Ân Thi, tuyên truyền về an toàn và tiết kiệm điện cho giáo viên và học sinh mùa nắng nóng và mưa bão. Theo đó, 4.350 học sinh và trên 200 giáo viên của 3 trường trung học phổ thông đã được đại diện Công ty Điện lực Hưng Yên là Điện lực thành phố Hưng Yên, Điện lực Kim Động và Điện lực Ân Thi thuyết trình về tiết kiệm điện và phòng ngừa tai nạn điện trong nhân dân, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện và hướng dẫn kỹ năng sử dụng thiết bị điện trong gia đình, khái quát về kỹ năng và xử lý sự cố điện giật và sơ cứu người bị nạn. Bằng việc thuyết trình trên máy chiếu, clip hướng dẫn và xây dựng trò chơi trả lời câu hỏi về sử dụng thiết bị điện hiệu quả, an toàn, kèm theo quà tặng. Qua đó, cả 3 điểm thuyết trình đã thu hút được sự chú ý của tập thể giáo viên và học sinh các trường. Với thông điệp là tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên, nhà trường và các em học sinh về chương trình tiết kiệm điện và tự phòng ngừa về công tác an toàn điện trong nhân dân, thì qua cái chương trình này thì cũng mong muốn rằng các thầy, các cô và các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên để đảm bảo cho tiết kiệm điện, đảm bảo cho lợi ích gia đình, cho cộng đồng và xã hội cũng như là an toàn trong quá trình sử dụng điện. Qua cái chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện và sử dụng điện năng như này thì em cũng đã có thêm rất nhiều những kiến thức để làm sao có thể là sử dụng hiệu quả hơn sau khi này em bước ra ngoài cuộc sống, và cũng như là để truyền đạt lại cho những cái thành viên khác trong gia đình cũng như là bạn bè của em. Được biết, trong mùa nắng nóng năm nay, dự kiến lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh sẽ tăng từ 10 đến 15% so với đợt đỉnh điểm mùa nắng nóng năm 2018. Việc sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm sẽ góp phần đảm bảo đủ điện sinh hoạt, đồng thời giảm chi phí cho mỗi gia đình. Đối với công tác an toàn điện luôn là vấn đề đã được luật điện lực quy định, bởi vậy không chỉ riêng ngành điện quan tâm mà còn cần cả cộng đồng thực hiện nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích do điện gây ra. Thời gian qua, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường và đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Huyện Yên Khánh đã tập trung chỉ đạo các địa phương chú trọng đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, khắc phục ô nhiễm tại các làng nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất chế biến. Đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt khoảng 85%. Các xã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, gắn với thu gom, xử lý chất thải. Do vậy, tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đạt khoảng 70%. Từ những giải pháp cụ thể thiết thực đã tác động rất lớn đến ý thức, nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện. Làng Ba Sạch hay mô hình làng nông thôn kiểu mẫu được Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát động tới các chi hội cơ sở đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Xây dựng và duy trì mô hình hoạt động hiệu quả là một trong những việc làm thiết thực của Hội Phụ nữ xã Phật Tích, huyện Tiên Xu. Phản ánh về vấn đề này của phóng viên Thời sự. Chính thức phát động từ năm 2017, cuộc vận động 50 Ba Sạch được các cấp hội phụ nữ ở xã Phật Tích triển khai tới toàn thể chi tổ hội, các gia đình trên địa bàn toàn xã, trong đó thôn Phật Tích được lựa chọn xây dựng mô hình làng Ba Sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng, tiến tới xây dựng làng nông thôn kiểu mẫu. Quá trình thực hiện mô hình đã được triển khai sâu rộng tới 100% các hộ gia đình trong thôn, gắn với mô hình phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó, qua 2 năm triển khai, mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương. Phụ nữ phát động phong trào này thì chúng tôi cũng hết là nhiệt tình và công tác là rất là tốt, từ trong nhà ra đến đường, quả sạch đường làng, sạch trong nhà để vệ sinh an toàn cho môi trường và của gia đình, sức khỏe được mạnh khỏe. Hàng ngày, ngày nào cũng như ngày nào tôi là bản thân tôi và chồng gia đình là đều là lúc nào cũng luôn luôn là
cũng thấy là mình vệ sinh được sạch sẽ như thế là sạch cho gia đình, nó có cái sức khỏe và nó có trẻ em bé thì không bị nhiễm khuẩn, gia đình thì không có người ốm đau. Ngoài cuộc vận động 503 sạch, cụ thể hóa xây dựng mô hình làng ba sạch tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phật Tích còn triển khai phát động nhiều phong trào, hoạt động câu lạc bộ ý nghĩa như phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không sinh con thứ ba. Các phong trào có tính hiệu ứng cao và thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, qua đó góp phần xây dựng phát triển tổ chức hội vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.